Hi, xin chào tất cả bạn Binance của Binance Bọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui nha. Cái trang Bitstamon đã mua hàng hóa trên mạng bằng Bi á. Trang đó nó cũng có nằm ở trên Bi Wallet, Bi của chúng ta trong FB luôn nha các bạn. Thì nó mua hàng cũng tựa như là Bitstamon nha. Thì hôm nay nó có trên Sharp Play luôn nha các bạn. Không biết là Thành biết App Store của hay là của iOS đồ của iPhone có chưa, nhưng mà bên Samsung Android á, Sharp Play thì có rồi nha. Các bạn vào cửa hàng, các bạn gõ đây, các bạn gõ vào trang tìm kiếm, các bạn tìm cái từ là Tatamon, này là nó ra cái trang đây nha các bạn, đây nè. Thì các bạn gõ đúng cái từ là B E R T I R M E L L F A R đó, nó ra cái trang như thế này. Thì hiện tại Thành chưa có cài đặt trang này nha các bạn, hiện tại thì cái trang này nó mới ra thôi, thì của bên Trung nha, có tiếng Tàu. Thì trang Bitstamon thì các bạn biết rồi, trên trong browser thì các bạn vào thì cũng có mua hàng hóa rồi nha các bạn. Thì hôm nay chính thức nó nằm ở trên là Sharp Play nha các bạn. Thì hiện tại thì nói chung là Nicolas đã từng cảnh báo rồi, chúng ta đừng nên nhập mật khẩu lung tung, chỉ có trên Bwallet của chúng ta mới nhập trên đó chứ không bị lộ và mất mật khẩu. Cho nên giờ các bạn có tải về, nếu mà thật sự mà nếu mà bị scam lừa thì các bạn nhập cũng vào mật khẩu thì sẽ bị mất nha các bạn, mất với hết số bi. Cho nên các bạn hãy cẩn thận, thì khi nào Nicolas thông báo là ok trang này của Nicolas đưa ra thì trên cái trang mạng đưa tin thì các bạn ok vào, chứ còn hiện tại thì chưa nha các bạn, chưa thấy là mua hàng hay cái gì được ở trên cái trang này đó. Thì các bạn hãy cố gắng mà cẩn thận, chờ khi nào cái người tiên phong người ta trải nghiệm trước rồi ra thì các bạn đi theo sau nha các bạn. Các bạn thấy chia sẻ của Thành hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.